Rồi Phương xin chào tất cả anh em. Thì trước mặt anh em đây là một chiếc Honda Ninja Elite 125 bốn van đời 2022. Và chiếc xe này là chiếc xe thứ hai mà bên shop đồ chơi xe máy Sơn Quận Nhất đã dọn full từ dàn đồ chơi cho đến dàn chân của em nó. Rồi thì cái mẫu trước đó thì Phương đã giới thiệu cho anh em một cái chiếc mẫu màu đen nhám, rất là nhiều đồ chơi racing, nhưng mà chiếc xe này thì đồ chơi quốc dân hơn. Cái xe này nó có những gì thì Phương sẽ cùng anh em tìm hiểu ngay sau đây. Rồi, chiếc lần trước thì là phiên bản màu đen mờ, thì chiếc này lần này là phiên bản màu bạc nhám anh em. Thì cái chiếc xe này là chiếc xe thứ hai cũng thuộc sở hữu của chủ nhân, chiếc NVX độ rất khủng mà lần trước là cái úp dàn áo carbon Phương đã úp cho anh em coi. Thì cái chiếc Elite 125 bốn van này thật sự là nó rất nhẹ anh em. Đó, chạy cảm nhận của riêng Phương, và khi Phương chở Phương và cameraman thì Phương thấy là việc tăng tốc nó tốt hơn rất là nhiều so với phiên bản hai van. Rồi, gió nhiều vãi. Rồi, thì cái con xe này gắn cái gì ở cái dàn ghi đông? Thì các bạn có thấy là ở đây thì tất cả những chi tiết zin hầu như là tháo bỏ hết, kể cả cùm nút. Nút thì đã thay thế bằng nút đỏ của SH300i. Thì nút đỏ chúng ta gồm có 3 nút, là nút passing ở bên phía tay trái, nút on off phía bên tay phải và nút đề. Thì bên cùm tay thắng chúng ta có là sự hiện diện của tay Rambo của Sakota và bình dầu khói nắp CNC logo carbon. Gù bên ngoài là gù carbon luôn anh em. Và bao tay này là mẫu bao tay trong suốt Kitaco. Rồi về tay bên trái thì chúng ta sẽ gắn tay Koken Avaza V3. Và đây là một trong những mẫu tay côn dây mắc nhất thời điểm hiện tại, khoảng 10 triệu cho cái tay côn này. Về dàn chân thì cái con xe này là sơn một cặp mâm trước và sau màu chrome anh em, chrome đỏ. Rồi gắn thì gắn là cái đĩa trước Chaifox size 204, và Phương đã chạy cái lồng CNC 3 lỗ để gắn vào trong chiếc Honda Elite 125 bốn van này. Bắp thì Phương chạy theo cái size của dĩa, cho nên là các bạn yên tâm về cái việc là heo nó sẽ ăn được hết bố với mặt đĩa. Rồi cái heo mà chủ nhân chọn là heo Rambo Billet Nitken. Con heo này thời điểm hiện tại thì chắc sẽ rơi vào khoảng tầm 13 triệu, và đi với kèm với đó là một cái ngắt dầu Stanley của Mỹ giá khoảng 9 triệu. Rồi, tất nhiên là dây dầu thử bấm lại để cho nó phát huy hết khả năng công dụng của tay Rambo của Sakota xuống cái con heo và cái đĩa carbon này. Thì combo dàn chân trước các bạn tự cộng dùm Phương ha, nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 35 triệu. Rồi, dàn chân sau thì cái con xe này phột là chưa có, nhưng mà các bạn có thể gắn được cây phột của Vairo hoặc Clip. Và đây là phột Nitron của Anh Quốc, nhưng mà sử dụng rất nhiều tại thị trường Mỹ và Nhật Bản. Thì cái phuộc này gắn vào thì các bạn chắc chắn khi mà gắn bình dầu dưới nó sẽ bị cạ vào trong cái về sau. Thì chúng ta chỉ khoét đẹp như thế này thì các bạn chúng ta thấy nó cũng không khác gì là mấy ha, nhưng mà nhúng vào thì nó sẽ không bị cạ chạy bình dầu. Cây phuộc sau rơi vào khoảng tầm 20 đến 25 triệu tùy thời điểm. Rồi cái món đồ chơi cuối cùng mà cái con xe này ngày hôm nay mình gắn đó chính là một cây Forod dành cho Clip Varo, mẫu ngắn cước và cổ Titan. Thì bát mình làm lại hết rồi đến Z luôn. Bây giờ cho các bạn nghe vô. Rồi, qua mic ha các bạn ha. Thì Phương nghĩ là do là cái xe này là xe 4 van cho nên là dàn hơi nó rất là lực, và nó đi cái bô này là không bị hụt nha các bạn. Thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu bô này nếu mà như các bạn chúng ta muốn gắn cho những chiếc Honda Elite như thế này. Và bây giờ xong rồi, mình sẽ giao về cho chủ xe. Và đây là chiếc thứ hai mà anh sở hữu và anh tin tưởng bên shop đồ chơi xe máy Sơn Quận Nhất để dọn hết tất cả dàn chi tiết phanh đồ chơi bô và tất cả mọi chi tiết của các bạn thấy. Rồi thì vài chi tiết nhỏ như là chắn gió siêu bắc hay là chó đèn hai tầng thì nó quá quen thuộc với lại anh em Elite rồi, cho nên các bạn chúng ta không cần phải thắc mắc quá nhiều.
Và nếu như các bạn đang sở hữu mẫu xe này và muốn tham khảo để dọn chiếc xe thì các bạn có thể tham khảo chiếc xe này. Bên cạnh đó, nếu như anh em chúng ta muốn update đồ chơi xe, anh em ngại hỏi, anh em thì có thể inbox vào cho fanpage Facebook Sơn Quận Nhất để mà chúng ta hỏi tất cả chi tiết. Ngoài ra thì các bạn muốn tham khảo giá, các bạn cũng có thể inbox trực tiếp hoặc là alo cho anh Sơn theo số 0956768 hoặc là 090 230 7879. Và Phương một lần nữa cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.